Đây là toàn cảnh buổi lễ khởi công dự án khu du lịch văn hóa khu lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Chủ đầu tư là tập đoàn TNT. Sáng nay thì đã chỉ là 50 giờ sáng, các quan chức của tỉnh Nghệ An cũng như là ban lãnh đạo của tập đoàn đã có mặt tại địa điểm Nam Đàn để tổ chức buổi đồng thổ. Trước tiên thì trước khi qua buổi lễ thì đã có một buổi lễ cầu siêu, lễ của các thầy sư làm để đã kết thúc. Buổi lễ của đã kết thúc, buổi lễ đã kéo dài gần 2 tiếng. Như là đến man đón khách quý đại biểu, các quý đại biểu đến tham dự. Đúng ở phía ngoài đúng nói thì nó sẽ rõ hơn. Ở phía trong thì bây giờ đang múa lân để chào đón các quý vị đại biểu. Chào thành tất cộng chứng minh văn thanh hồ chiều thành chỉ để lấm đồng này bao ứng cùng đến đường hoàn đến đường mà điều vô khí địa linh đương đến hoàn sở trị đường. Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là một sự kiện đặc biệt đi vào lịch sử với nhân dân Nghệ An cũng như nhân dân cả nước và tập thể cán bộ nhân viên tập đoàn TNT chúng tôi. Thay mặt lãnh đạo tập đoàn, tôi xin trân trọng cảm ơn các cụ ông Nguyễn Sinh Hùng, quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã dành thời gian tới tham dự sự kiện ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người cha kính yêu của dân tộc Việt Nam, sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước tại làng Hoàng Trù, xã Trung Cự, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An, và trong bối cảnh nước mất, nhà tan, đất nước bị dày xéo dưới gót giày của thực dân Pháp, các cuộc khởi nghĩa của nhân dân theo nhiều khuynh hướng khác nhau lần lượt thất bại và bị dìm trong bể mất. Bảo Hiển đang lâm lễ tại Nam Đàn, đồng thổ khu di tích. Các bạn thấy đây là dàn xe có đến đại biểu đến dự